1. Chuyến hành trình của thầy trò Đường Tăng sang Tây Trúc là một chuyến đi nhiều ý nghĩa. Trên suốt chặng đường đó, thầy trò Đường Tăng đã trải qua nhiều thử thách để có thể tìm đến chân kinh, tìm đến đạo lý. Đây có thể xem là mục đích cao cả của con người. Bên cạnh đó, tác phẩm đã cho người xem những suy tư độc đáo về một thế giới ảo tưởng đầy lý thú, kỳ ảo. Đang xen vào đó là các yếu tố hiện thực rất gần gũi, hiện diện ngay trong đời sống. Qua đó, tác phẩm như đúc kết lên một triết lý nhân sinh rằng con người có thể chinh phục mọi thứ nếu có sự đoàn kết, ý chí và sức mạnh. Và bây giờ, chúng ta sẽ cùng xem chuyến hành trình đó bắt đầu như thế nào. Ngữ đệ chưa đặt cho mình pháp hiệu có phải không? Thưa Hoàng thượng, Bần Tăng chưa có pháp hiệu. Ở Tây Thiên có kho kinh Tam Tạng. Ngữ đệ hãy lấy pháp hiệu là Tam Tạng đi. Xin đa tạ Hoàng thượng. Quân. Thưa Hoàng thượng, Bần Tăng là kẻ xuất gia không uống rượu được, mong Hoàng thượng tha tội. Lần này không giống như những lần khác. Đây là chung rượu tiễn biệt, mong ngự đệ đừng từ chối trẫm. Khoan đã. Lần đi này lành ít dữ nhiều, không biết bao giờ chúng ta mới gặp lại nhau. Ngữ đệ hãy uống chung rượu này chứ trẫm, để nhớ về quê hương đất mẹ của mình. Đa tạ Hoàng thượng. Bần Tăng xin cáo từ Hoàng thượng. Nhà ngươi là ai? Con chào sư phụ ở đây lâu lắm rồi đó. Sư phụ hãy mau thả con ra đi, con sẽ giúp người đi Tây Thiên thỉnh kinh. Sao nhà ngươi biết ta đi Tây Thiên để thỉnh kinh? Con chính là Tây Thiên Đại Thánh mà 500 năm trước đại náo thiên cung, đã bị Phật tổ giam ở đây. Chính Quan Thế Âm Bồ Tát đã dặn con ở đây chờ người đến nhận làm sư phụ đó. Sư phụ hãy mau thả con ra đi. Đa tạ Quan Thế Âm Bồ Tát. Nếu như Bồ Tát đã dạy bảo ta như vậy thì ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử. Nhưng làm sao ta có thể đưa nhà ngươi ra khỏi ngọn núi đá này? Sư phụ chỉ cần lên đỉnh núi đó, tháo lá bùa ra là được. Thôi được rồi,
Sư phụ cẩn thận. Sư phụ, đi xa nữa sư phụ. Xa nữa. Xa nữa đi sư phụ. Xa nữa. Xa nữa sư phụ. Heo con à, phải ăn bao trống lớn đó để nhà ta còn nhờ đó nha. Xuống dưới này sướng gần chết, vừa được ăn vừa được ngủ, còn được khuyến mãi gái đẹp cho ăn mỗi ngày nữa. Sao, đến mua heo hay là gì? Có con nào ngon ngon mập mập không? Yên tâm, heo nhà tôi nuôi, bảo đảm con nào cũng mập mập, nhìn là muốn thịt liền. Nhìn con của ông tôi còn muốn thịt mà. Cái gì? Ông nói cái gì? Tôi nói là nhìn heo nhà ông nuôi ngon, nhìn là muốn thịt mà. Âm, chuẩn bị đồ mổ heo. Dạ. Cô nương ơi, cô nương đang làm cái gì vậy? Tiểu nữ đang hái rau cho phụ thân. Ta có thể giúp gì cho cô nương được không? Dạ không cần đâu, tiểu nữ tự làm được rồi. Ừ, không sao đâu, để ta giúp cho. Nếu vậy thì tốt. Hả? Cái gì vậy? Cô nương ơi, cô nương. Nữa hả? Cái con heo kia, ngươi là yêu quái phương nào? Con khỉ kia thiệt to gan, dám chặn đường lão trương ta. Ngươi có biết ta là ai hay không hả? Không biết. Ta là Thiên Bồng Nghi Sói, xuống đây để ngao du thiên hạ. Thì ra là một con heo. Còn ngươi là ai vậy? Ta hả?
Ta chính là Tề Thiên Đại Thánh mà 500 năm trước đã đại náo thiên cung đây. Thì ra ngươi chỉ là tên quan dưới ngựa. Được rồi, để lão tôn cho ngươi biết đây. Xin đại thánh dừng tay, ta không phải là người xấu. Năm xưa Bồ Tát chặn ta ở đây để chờ đưa Đường Tăng đi thỉnh kinh. Ta chính là người đang đưa Đường Tăng đến Tây Thiên thỉnh kinh đây. Thiệt hả? Ngươi đừng có gạt ta nghe. Ai mà thèm gạt ngươi làm cái gì? Đồ. Mau bái kiến sư phụ đi. Bái kiến sư phụ. Ngộ Không, tại sao người này lại ta mà gọi ta là sư phụ nữa? Dạ thưa sư phụ, hắn cũng chính là người được Quan Thế Âm Bồ Tát căn dặn đưa người đi thỉnh kinh đó mà. Xin đa tạ Quan Thế Âm Bồ Tát. Con khỉ kỳ cục. Vậy ta sẽ đặt tên cho con là Bát Giới. Tên gì mà xấu như vậy sư phụ? Xấu vậy? Mau đa tạ sư phụ đi. Đa tạ sư phụ. Sư phụ, trễ lắm rồi, mình đi thôi sư phụ. Nhớ lên. Tên gì mà xấu bà cố luôn à? Nói nhiều quá. Con khỉ này ăn hiếp ta hoài à. Sư phụ, đi nhanh lên con ngựa lì. Nhanh lên. Sao làng ở đây vắng dữ vậy? Sư phụ ơi, làng ở đây vắng quay à. Không có cơm chay, đệ tử đói bụng quá. Con heo này suốt ngày chỉ ăn vô. Đi nhanh lên. Đại sư huynh này suốt ngày nó cứ đòi ăn không à sư phụ. Cô nương, cô nương đã có người yêu chưa? Con heo này suốt ngày thả thính con gái nhà lành. Người ta mà đánh thì ta không binh người đâu nha. Sư phụ, sư huynh thấy con hiện ăn hiếp con hoài á. Thì sao? Sư phụ, đi một chút xíu nữa là tới cuối làng rồi. Sư phụ ngồi nghỉ ngơi một chút, con đi tìm con trai nha. Được rồi, con đi nhanh lên. Dạ. Chúng ta phải đi qua hết cái ngọn núi này trước khi trời tối. Cái con heo này đánh ra. Ăn hiếp hoài nghe. Sư phụ, ngồi sư phụ. Mỏi quá. Sư phụ, sư phụ hãy ngồi đây nghỉ ngơi một chút, để cho con đi quá duyên cho sư phụ nha. Ngộ Không, con đi đi, con đi nhanh rồi về. Dạ. Bà Giới, ngươi hãy trông chừng sư phụ thật cẩn thận. Sư phụ mà có chuyện gì là lỗ tai của ngươi không xong với ta đâu. Nghe chưa? Đại sư huynh cứ yên tâm, đã có lão trừ đây. Ta đi đây, nhớ đó. Đại sư huynh đi luôn đi. Sư phụ để con. Yêu không yêu, yêu không yêu, yêu không yêu. Tội lỗi luôn rồi.
Kính thưa hai vị trưởng lão, xin chào thí chủ. Tiểu nữ có một ít bánh chay mang tới mời hai vị trưởng lão dùng mà. Đa tạ cô nương. Sư phụ ơi, có đồ ăn rồi nè. Xin đa tạ lòng tốt của thí chủ, nhưng bần tăng không thể nhận được. Bắt giới à, mau trả lại cho thí chủ đi. Hai vị trưởng lão cứ dùng đi ạ. Đoạn đường qua ngọn núi này rất khó đi, hai vị trưởng lão hãy dùng để lấy sức mà vượt qua ngọn núi trước khi trời tối. Sư phụ, cô gái này vừa xinh đẹp vừa tốt bụng nữa, sư phụ nhận đi. Xin đa tạ cô nương. Sư phụ, sư phụ, sư phụ, sư phụ. Ở đâu rồi? Sư phụ nãy ngồi ở đây mà. Ngươi thật là vô dụng. Chết rồi, sư phụ đã bị yêu quái đẹp gái bắt đi rồi. Chấp chung lòng lo lắng không yên, đường thỉnh kinh còn xa, không ngại hiểm nguy gian khó. Ngày tháng cùng năm trôi dần, ngọt bùi đắng cay đều qua, biết đi hướng nào về đâu. La la dần, ngọt bùi đắng cay đều qua, biết đi hướng nào về đâu. La 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 la, hớp thoáng nơi chân mây tiến xa mờ, hớp thoáng nơi chân mây đến phương nào, đường thiên chúng con xa.